Phần 3. Phương án ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh. Bài giảng 3. Phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới tương ứng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai. Xin chào các bạn. Ở bài trước, chúng ta đã trao đổi về các bước nội dung cơ bản phương án ứng phó với các loại hình thiên tai tương ứng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai. Trong bài giảng này, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nội dung chi tiết, nội dung phương án ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới tương ứng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai. Phương án ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới được xây dựng nhằm mục tiêu huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trong phạm vi quản lý, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên thiên nhiên, môi trường, di sản văn hóa, cơ sở hạ tầng và các công trình trọng yếu do thiên tai có thể gây ra, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế xã hội của ngành và địa phương. Các đơn vị địa phương trên địa bàn được phân công chủ động xây dựng phương án ứng phó để làm cơ sở xây dựng phương án ứng phó thiên tai ở cấp cao hơn nhằm ứng phó kịp thời, đạt hiệu quả với từng tình huống cụ thể do thiên tai gây ra. Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, phòng chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn được phân công. Đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt. Bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai. Và đảm bảo nguyên tắc xây dựng từ dưới lên, từ cấp cơ sở lên. Thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, đáp ứng mục tiêu ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Căn cứ theo sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành tại quyết định số 02 QĐ-TVK-PCTT ngày 18 tháng 2 năm 2020. Nội dung với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai bao gồm: xác định thời điểm ứng phó, xác định các kịch bản ứng phó thiên tai, xác định đối tượng, phạm vi ảnh hưởng theo từng thời điểm, đề xuất các phương án, giải pháp ứng phó tương ứng với các kịch bản. Một số điểm lưu ý trong phương án. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau thảo luận xác định thời điểm ứng phó. Thời điểm ứng phó bão áp thấp nhiệt đới được xác định dựa trên thông tin dự báo, cảnh báo ứng với mỗi cấp độ rủi ro thiên tai và vùng ảnh hưởng. Tin bão áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông di chuyển nhanh có khả năng gây nguy hiểm cho các hoạt động trên Biển Đông. Tin bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tin bão áp thấp nhiệt đới gần bờ. Tin bão khẩn cấp, bão đổ bộ vào đất liền. Tin bão áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Tin cuối cùng về bão áp thấp nhiệt đới. Căn cứ vào diễn biến bão áp thấp nhiệt đới đã xảy ra trên địa bàn, bão áp thấp nhiệt đới lịch sử hoặc đã xảy ra trong từ 5 đến 10 năm qua để giả định các kịch bản về bão và áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra trên địa bàn quản lý. Đối với thời điểm ứng phó, bão áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông di chuyển nhanh, có xu hướng đi vào Biển Đông, chưa có rủi ro thiên tai, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới để chỉ huy kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Đối với thời điểm ứng phó khi bão áp thấp nhiệt đới có rủi ro thiên tai cấp 3, tin áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7 trên Biển Đông, tin bão cấp 8 đến cấp 15 trên Biển Đông, tin bão cấp 8 đến cấp 11 vùng ven bờ. Các kịch bản ứng phó với từng tình huống có thể xảy ra trên địa bàn quản lý như: kịch bản 1, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cấp 6, cấp 7 có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến đất liền. Kịch bản 2, bão cấp 8 đến cấp 15 trên Biển Đông sẽ đi vào đất liền trong 24 giờ tới. Kịch bản 3, bão cấp 8 đến cấp 15 trên Biển Đông sẽ đi vào đất liền trong 24 giờ tới, kết hợp với chiều cường, nước biển dâng. Kịch bản 4, bão cấp 8 đến cấp 11 vùng ven bờ và sẽ đi vào đất liền trong 24 giờ. Kịch bản 5, bão cấp 8 đến cấp 11 vùng ven bờ và sẽ đi vào đất liền trong 24 giờ tới, kết hợp chiều cường, mưa lớn. Đối với thời điểm ứng phó khi bão áp thấp nhiệt đới có rủi ro thiên tai cấp 3, tin áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7 trên vùng biển ven bờ, vùng Nam Bộ, tin bão cấp 8 đến cấp 11, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Bộ, tin bão cấp 8, cấp 9, vùng Nam Bộ. Các kịch bản ứng phó với từng tình huống có thể xảy ra trên địa bàn quản lý như là:
kịch bản về áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7 trên vùng biển ven bờ. Kịch bản về bão cấp 8 đến cấp 11 trên vùng biển khu vực Bắc Trung Bộ. Kịch bản về bão cấp 8 đến cấp 11 trên vùng biển Trung Bộ. Kịch bản về bão cấp 8, cấp 9 trên vùng biển Nam Bộ. Kịch bản về bão cấp 8, cấp 9 trên vùng biển Bắc Trung Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ vào lúc chiều cường cao nhất. Kịch bản về bão cấp 8, cấp 9 trên vùng biển Bắc Trung Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ vào ban đêm. Đối với thời điểm ứng phó khi bão có rủi ro thiên tai cấp 4, tin bão khẩn cấp cấp 10, cấp 11 vùng đất liền Nam Bộ, tin bão khẩn cấp cấp 12 đến cấp 15 vùng ven biển ven bờ, đất liền, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, tin siêu bão trên cấp 16 trên Biển Đông. Các kịch bản ứng phó với từng tình huống có thể xảy ra trên địa bàn quản lý như là kịch bản bão cấp 10, cấp 11, đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Bộ, đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Bộ và chiều cường cao nhất, đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Bộ và đổ bộ ban đêm, đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Bộ và mất hệ thống thông tin liên lạc, mất điện diện rộng. Kịch bản bão cấp 12 đến cấp 15 đang ở vùng ven biển ven bờ, đổ bộ vào đất liền và chiều cường cao nhất, đổ bộ vào đất liền và đổ bộ ban đêm, đổ bộ vào đất liền và mất hệ thống thông tin liên lạc, mất điện diện rộng. Kịch bản bão cấp 12 đến cấp 15 đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và chiều cường cao nhất, đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và đổ bộ ban đêm, đổ bộ đất liền khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ và mất hệ thống thông tin liên lạc, mất điện diện rộng. Kịch bản bão cấp trên 16 trên Biển Đông dự kiến sẽ đi vào đất liền trong 24 giờ tới, đổ bộ vào đất liền và chiều cường cao nhất, đổ bộ vào đất liền và đổ bộ ban đêm, đổ bộ vào đất liền và mất hệ thống thông tin liên lạc, mất điện diện rộng. Đối với thời điểm ứng phó với bão mạnh, siêu bão, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 5. Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai hướng dẫn. Sau khi xác định thời điểm và kịch bản ứng phó tương ứng với mỗi thời điểm ứng phó, chúng ta cùng nhau thảo luận về đối tượng, phạm vi ảnh hưởng theo từng thời điểm ứng phó. Đối với thời điểm ứng phó là bão, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, di chuyển nhanh và có xu hướng đi vào Biển Đông, chưa có cấp độ rủi ro thiên tai. Phạm vi ảnh hưởng là trên biển, các đảo, hải đảo, các hoạt động trên biển. Phương án ứng phó cần có là phương án kiểm soát cảnh báo với tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển. Phương án bảo vệ các công trình, cơ sở hạ tầng, người dân sinh sống trên biển, hải đảo. Giàn khoan, các huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các đảo có người dân sinh sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với thời điểm ứng phó khi bão áp thấp nhiệt đới có rủi ro thiên tai cấp 3 tại các vị trí. Áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7 trên Biển Đông, vùng biển ven bờ, vùng Nam Bộ. Bão cấp 8 đến cấp 15 trên Biển Đông. Bão cấp 8 đến cấp 11, vùng ven bờ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Bộ. Bão cấp 8, cấp 9, vùng Nam Bộ. Phạm vi ảnh hưởng là trên biển, các đảo, hải đảo, ven bờ. Phương án ứng phó cần có là phương án ứng phó với tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên biển hoặc trong vùng nguy hiểm. Phương án ứng phó với tàu thuyền, ngư dân và tàu thuyền neo đậu tại bến. Phương án ứng phó đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất ven biển, trên đất liền, đặc biệt đối với khu vực Nam Bộ. Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, hậu cần trên đất liền, đặc biệt đối với khu vực Nam Bộ. Đối với thời điểm ứng phó khi bão có rủi ro thiên tai cấp 4 tại các vị trí. Bão khẩn cấp cấp 10, cấp 11 vùng Nam Bộ. Bão khẩn cấp cấp 12 đến cấp 15 vùng ven biển ven bờ, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Siêu bão trên cấp 16 trên Biển Đông. Phạm vi ảnh hưởng là trên biển, các đảo, hải đảo, ven bờ, đất liền. Phương án ứng phó cần có là
phương án ứng phó với tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên Biển Đông đối với siêu bão. Phương án ứng phó với tàu thuyền, ngư dân hoạt động trong vùng nguy hiểm. Phương án ứng phó với tàu thuyền, ngư dân và tàu thuyền neo đậu tại bến. Phương án ứng phó đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất trên đất liền. Phương án đảm bảo an toàn cơ sở nuôi trồng thủy hải sản ven bờ. Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, hậu cần trên đất liền. Phương án đảm bảo an toàn cho dân, khu vực bị ảnh hưởng, dân cư sống ở khu vực nhà tạm, nhà yếu, nhà bán kiên cố phải di rời đến nơi an toàn. Đối với bão, dự báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 5, có vị trí hoạt động. Bão khẩn cấp cấp 12 đến cấp 15, trên đất liền khu vực Nam Bộ. Siêu bão từ cấp 16 trở lên, trên vùng biển ven bờ, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Phạm vi ảnh hưởng là các đảo, hải đảo, ven bờ, đất liền. Phương án ứng phó cần có là phương án ứng phó với tàu thuyền, ngư dân hoạt động trong khu vực nguy hiểm đối với siêu bão. Phương án ứng phó với tàu thuyền, ngư dân và tàu thuyền neo đậu tại bến. Phương án ứng phó đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất trên đất liền. Phương án đảm bảo an toàn cơ sở nuôi trồng thủy hải sản ven bờ. Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, hậu cần trên đất liền. Phương án đảm bảo an toàn cho dân khu vực bị ảnh hưởng, dân cư sống ở khu vực nhà tạm, nhà yếu, nhà bán kiên cố phải di rời đến nơi an toàn. Với các thời điểm ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới, các thông tin, dữ liệu cần được xác định theo từng cấp độ rủi ro. Xác định các công trình phòng chống thiên tai, công trình trọng điểm cần bảo vệ. Xác định các khu vực trọng điểm xung yếu trên địa bàn, xã, huyện, tỉnh. Xác định số lượng tàu thuyền và vị trí trú tránh. Xác định đối tượng phải di rời sơ tán trước thiên tai. Xác định các địa điểm sơ tán dân. Xác định các lực lượng huy động dự kiến. Xác định các phương tiện dự kiến phục vụ sơ tán dân. Xác định các phương tiện dự kiến phục vụ bảo vệ công trình trọng điểm. Xác định vật tư, lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu. Xác định phương tiện, vật tư, trang thiết bị, huy động, phục vụ cứu hộ, cứu nạn. Xác định phương tiện, vật tư dự trữ tại các vị trí xung yếu, công trình trọng điểm. Xây dựng bản đồ ứng phó thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Các bộ, ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nguồn lực của từng bộ ngành, tiến hành thu thập số liệu, xây dựng các bảng biểu về các đối tượng cần được bảo vệ, nguồn lực của bộ ngành theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó thiên tai. Các giải pháp ứng phó là hoạt động quan trọng sau khi được xác định tương ứng với mỗi kịch bản. Các giải pháp được xác định theo từng kịch bản phải đảm bảo đúng thời điểm, có tính khả thi và thống nhất từ xã, huyện, tỉnh, bộ ngành. Đúng khu vực, mục tiêu trọng điểm. Đúng đối tượng cần được bảo vệ. Huy động tốt nhất nguồn lực phòng chống thiên tai tại chỗ. Chúng ta đã cùng nhau thảo luận các nội dung chính trong xây dựng phương án ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới theo cấp độ rủi ro thiên tai. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu xây dựng nội dung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai sát với tình hình thiên tai, đặc điểm dân sinh, kinh tế của địa phương nhằm đảm bảo giảm thiểu thiệt hại do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra.